Rồi mời em. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nè. Hai bạn đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu thật to rõ để đối phương có thể nghe được những thông tin của mình nha. Mời em trai. Dạ vâng, em là Bùi Văn Tiến. Năm nay em 31 tuổi. Quê gốc em là Nam Định. Và em là ở Bình Dương. Ở với mẹ Bình Dương. Và em làm ở dưới quận Tân Bình. Hiện giờ đang làm gì ở Tân Bình? Dạ làm tổng đại viên. Tổng đại viên? Dạ. Tổng đại viên là làm gì cụ thể? Là trực bên tổng đài bên Viettel chị. À, để ai gọi ra gọi vô tư vấn rồi này kia hỏi gì đó phải không? Giải đáp đó phải không? Dạ đúng rồi chị. Ủa vậy là mẹ bây giờ vẫn ở dưới Bình Dương? Dạ đúng rồi. Vậy là em ở trên này một mình? Dạ vâng, em ở với chị gái. Ở với chị gái? Chị họ. Rồi vậy có hay thường xuyên về thăm mẹ không? Dạ thì một tháng về lần hoặc khi nào mà thời gian off á mình có thể về liên tục. Rồi mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào chương trình Hẹn Ăn Trưa. Em là Hoài Thương, em 29 tuổi, em đến từ Bình Dương. Ở Bình Dương luôn. Dạ. Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em làm nhân viên phòng nhân sự, cũng ở Bình Dương luôn. Xin hỏi em ở Bình Dương em ở huyện nào? Dạ em ở Bến Cát à. Em ở gần cái khu Đại Nam không? Dạ gần ạ. Rồi thôi dù sao cũng là ở Bình Dương rồi, cũng tiện rồi. Nhưng mà hiện giờ là đang, vậy là bây giờ phải về thăm mẹ thường xuyên hơn. Rồi nếu mà yêu xa thì em ngại không? Em cũng không ngại lắm chị. Giờ dạ. Cũng có công nghệ, cũng hỗ trợ ha. Dạ. Quan trọng là mình yêu thương, quan tâm đến nhau thôi. Dạ. Rồi thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á là em cũng biết nấu ăn chút chút. Em biết lắng nghe. Còn điểm yếu của em á là nhiều lúc em thẳng thắn quá. Nói chung là em nghĩ là em nói cũng mất lòng người khác. Dạ, đúng không? Dạ. Rồi, còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì tí? Điểm mạnh của em á thì lắng nghe. Tại vì em là một nhân viên chăm sóc khách hàng á, là luôn luôn lắng nghe của khách hàng. Mình có thể là người đàn ông á thì mình là luôn nhường nhịn đối phương của mình và mình kiểm tâm tư của đối phương thôi. Nghe là một chuyện mà hiểu là một chuyện khác. Dạ, còn có nghĩa là mình sẽ quan tâm và hiểu và lắng nghe bạn nói nhường nhịn mọi ngày. Mà nghề này cũng ngọt ngào, cũng phải nhẫn nại lắm đúng không? Dạ vâng. À, cũng được. Vậy khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì em hơi quên một xíu rồi. Em làm trong nghề em là bao nhiêu năm rồi? Được 2 năm rưỡi rồi. Trước khi làm ở đó em làm gì? Trước đó thì em cũng ra mở cái tiệm mua bán giày á, nhưng mà không có thành công. Rồi bây giờ mình định làm nghề này bao lâu? Mình thấy ổn chưa? Hay là mình còn vọng động, mình còn thay đổi nữa? Hay là mình thấy ổn định rồi? Cái này, cái nghề này cũng được chị, ổn định luôn. Nay em làm giờ hành chánh hay làm như thế nào? Giờ giấc như thế nào? Dạ, em xin ca. Vẫn có thời gian để rảnh rỗi, để có những cái việc riêng ha, cá nhân là vẫn có. Hẹn hò với bạn gái vẫn có đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, đồng ý. Ủa từ thành phố bây giờ đi về nhà em như vậy hoặc là về chỗ nhà bạn gái là mất bao lâu? Khoảng đi tầm nửa tiếng. Cái gì từ Sài Gòn xuống Bến Cát mà nửa tiếng? Không, đi đường vòng á, đi đường trên đây nè. Tào lao, đi có hơn 1 tiếng đồng hồ, cái gần 2 tiếng đồng hồ. Không, đi về nhà em là 1 tiếng rưỡi rồi. Đi ra Bến Cát gần mà. Qua Đại Nam á, đi qua khúc bên kia kìa. Còn khúc đường á. Ồ, rồi vậy hy vọng là các bạn sẽ có nhiều thời gian để dành cho nhau ha. À, tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình. Tụi em chia tay cách đây cũng 1 năm. 1 năm, mình quen nhau được bao lâu cơ? Dạ em quen khoảng 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Em quen bạn đó là người nước ngoài á chị. Rồi nhưng mà tới cái thời điểm nào đó thì mình nhận thấy được là nếu mà quen tiến tới thì sẽ khó hai bên. Một là ảnh ở bên này với em, hai là em phải thương bên đó sẽ khó. Dạ. Rồi vậy là chia tay luôn, không có cách giải quyết. Ảnh cũng chịu theo em mà em cũng chưa chịu theo ảnh. Dạ. Vậy là tình yêu cũng chưa đủ lớn. Rồi chia tay mối tình nó buồn không? Bây giờ còn qua lại không? Dạ không chị. Ảnh còn ở đây không? Ảnh về nước luôn rồi. Dạ ảnh về nước rồi chị. Rồi từ đó đến nay là chưa tìm thêm được mối tình nào hả em? Dạ không. Còn em tình trường sao? Thì cũng chuyện chạy qua một mối tình. Được bao lâu? Chia tay 30 tháng 4 mới đây thôi. Thì tại vì em cũng xác định bạn gái đó là em muốn tiến tới luôn á. Vậy sao chia tay? Tại vì cái đợt mà 30 tháng 4 làm cái Sài Gòn bị dịch á, thì em cũng đã tính ra ngoài Vũng Tàu em cầu hôn bạn gái đó. Xong cái 29 tháng 4 thì em có cầu hôn ngoài công viên á. Thì bạn kêu là để thời gian suy nghĩ, thì em cũng bảo em cũng chấp nhận thôi. Thì sự sự này em không ép. Thì nếu mà có họp thì bạn nó sẽ tiến tới em, thì bạn ấy được suy nghĩ. Khoảng là vừa cầu hôn xong thì sang ngày 30 tháng 4 luôn á, là bạn về bạn kêu không hợp. Một tháng sau bạn cứ nghĩ mới. Vậy trong quen 1 năm đó mình đã tìm hiểu nhau như thế nào?
em thấy phù hợp không mà em quyết định tiến tới hôn nhân, hay là tại vì em muốn lấy vợ cho nên là không? Em thực sự thì em thì trước khi yêu thì em sẽ xác nhận, mình sẽ là xác định trước một điều là thì mình có yêu, có thích người đó thì mình mới tiến tới thôi. Và khi mà mình yêu thì mình sẽ trước tiên là mình nhường nhịn bạn ấy. Thì trong cuộc, trong mối tình nào cũng vậy á, người đàn ông cũng phải đều phải nhường nhịn người phụ nữ. Nhưng mà cái câu chuyện này nó cũng còn mới quá, giờ em đã thật sự quên được chưa? Dạ rồi, em quên rồi, có 4 tháng rồi đó. Thực 4 sự tháng thì, dạ đúng rồi, tại vì trong tâm niệm của em á thì thực sự là bạn gái đó đã dành tình cảm cho em thì bạn nó sẽ không bao giờ buông. Nếu mà bạn chưa đủ lớn, bạn không thích em á thì thực sự thì không thể nào ép được. Bạn không thể, chưa có tình yêu, chưa có lớn cho em á thì em cũng không thể ép được. Coi như là mình quên chuyện đó rồi ha. Dạ. Thôi bỏ qua chuyện cũ, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai mình là người như thế nào? Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai là có chí cầu tiến, biết lắng nghe, chia sẻ, biết thông cảm, là biết quan tâm. Về ngoại hình? Cao hơn em tầm 1m67 trở lên. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc, bạn trai là có hình xăm. Có không em? Không chị. Có hút thuốc không? Không. Có hình xăm không? Không. Em tứ đầu tường là không có. Tứ đầu tường không có, trời nhìn vậy mà ngon làm miếng vậy đó hả? Dạ. Hơi bất ngờ nha. Cao 1m mấy? 78. Cao 1m78, được chưa? Rồi, thế em muốn tìm một mẫu người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Đối với em á thì bạn gái mẫu và vừa truyền thống vừa hiện đại. Hiện đại là mình trong ra ngoài xã hội thì sẽ theo nhịp sống hiện đại, thì về gia đình á thì sẽ là về cái mẫu truyền thống. Thì mình có thể là một người phụ nữ rất là luôn vun đắp cho gia đình. Có cái tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Em sao cũng được thôi mà. Sao cũng được, sao được, cũng phải có lựa chọn theo gu của mình chứ. Thì nên nói chung là biết lo cho gia đình được rồi. Không cần đòi hỏi gì nhiều. Bản thân mình có tật xấu gì không? Em á, tật xấu thì nó ngủ hơi bị ngáy một tí. Ngáy một tí, tí là cỡ nào? Âm lượng ra sao làm thử cái nghe coi. Khò khò. Hả? Khò khò. Sao em biết em ngáy? Ai nói cho em nghe? Em trai của em ghi âm lại. Ghi âm lại? Dạ. Mình nghe một cái việc mình không? Cái hồn. Cái hồn không hả? Dạ. Và em nghĩ người nằm ngủ bên cạnh em ta ngủ được không? Nếu cái nói thì mình sẽ bỏ được. Bỏ được, ngủ ngáy sao bỏ được? Nói đùa thôi, nhưng mà quen á, thương rồi thì nghe tiếng ngáy đó cũng thương. Nhưng mà nhiều khi á, mình ráng ngủ trước chồng đi, để chồng ngủ trước mình khỏi ngủ luôn. Còn nhiều khi tắt nó cứ bóp cái nó nín à, cái nó mình ráng mình ngủ cái nó ngáy nữa mình tắt cái giỡn thôi. Nhưng mà cái đó mình đâu có được, cũng được, nó được ngáy nhẹ nhàng ha, ngáy thô bạo lắm mà. Em không biết nó, nhưng mà thấy ghi âm hay là ghê lắm hả? Trời ơi, có điện thoại ghi âm nó theo đây không? Dạ. Rồi nói đùa thôi, bây giờ đâu gì coi hình ảnh của em nha. Đây trong này có một chàng trai đó đó, em lựa thử coi. Anh nói cao 1m78, lựa đi. Còn 4 cô gái đó có một cô. Anh có gợi ý cho em? Cao nhất trong đó rồi. Em có gợi ý gì cho người ta không? Người nào mà vừa nhỏ vừa dễ thương vậy? Ôi của anh rồi. Tại sao chọn anh đó? Trong 3 anh còn lại tại sao chọn anh đó? Thì em thấy anh cũng cao cũng gầy. Mà nếu là cái mặt anh đó thì em chịu không? Trong phần như ngoài thì em coi mặt ở ngoài không biết. Trời ơi, cũng kỹ lưỡng quá. Rồi đó, bên này. Tại sao chọn cô đó? Trẻ biết đẹp biết chọn. Không phải là trẻ mà là mình nhí nhảnh nhá. Nhí nhảnh, rồi. Để xem. Rồi, ok. Bây giờ xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cảm nhận của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. 1, 2, 3. Chào em. Tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm nhận đầu tiên khi mở cửa trái tim ra như thế nào? Thì cũng bất ngờ. Bất ngờ sao? Đúng người mình chọn mà. Đúng rồi mà. Vậy sao bất ngờ? Thì là xinh hơn nữ trong hình. Ồ, còn em sao? Em cũng bất ngờ là em chọn đúng. À, rồi sao so với trong nãy hỏi cái câu kia đó. Anh đó em chịu không? Em nó phải nhìn ở ngoài mới biết. Bây giờ nhìn ở ngoài thấy sao? Dạ, cũng được. Cũng được. À, bây giờ nè, bạn nam ta có quà nè. Bạn nữ mình không chuẩn bị quà, mình phải có quà tặng. Bây giờ mình hát tặng một bài tặng bạn trai được không? À, em không biết hát, em nói một câu mà tiếng Hoa tặng bạn được. Rồi, mời em. Dẫn thân hở ai chỉnh, xưa lào cu hoa. Dù mẹ dù dẫn thân tơ rẫn, di sân vô nữ xe men. Dù dẫn thân tơ rẫn, thân thai, dè huy, chủng phận. Ý nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa là tình yêu và duyên phận là một cái câu nói cũ rồi. Nếu mà không có người mà không có duyên á, thì một đời cũng không có gặp được nhau. Mà người có duyên á, thì có
chia ly thì cũng có ngày chung phòng. Hay, cô nói rất là ý nghĩa. Ok, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Bây giờ các Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian. Trước tiên là để trò chuyện với nhau trước. Có cái gì khó chị Tường mới vô giúp sức nha. Hãy thưởng thức một bữa ăn thật ngon, thư giãn đi tại nhà hàng Indochine và chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau. Mời thức ăn. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất bổ dưỡng, rất hấp dẫn của nhà hàng. Đây là món gà ác với dừa nha. Nhưng mà nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Mời hai em ngon miệng. Ăn đi cưng, ăn thoải mái nha. Anh mời em ạ. Dạ mời. Công việc em làm ở nhà, ở gần nhà có gần công ty không? Dạ, nhà em cách công ty khoảng 8 cây số. Dạ. Tức là vậy là em đi về thường xuyên hay là em ở lại? Dạ không, em đi về về. Em cũng làm giờ hành chính thôi. Dạ. Thì anh công việc quan nhất là làm xây ca thôi. Tức là sẽ có ca 1, ca 2 á. Làm việc từ 6:30 đến 2:30. Dạ. Hoặc là làm việc từ 2:30 đến 10:30. Là công việc làm tổng đại viên thôi. Thì cái mẫu người bạn trai em á, thì muốn chọn á là như thế nào, hình tượng á, là đặt ra cái tiêu chí á của người bạn trai á. Em cũng không có đặt cái tiêu chí quá cao, thì miễn là bạn đó là có chí cầu tiến, biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Nhưng mà khi mà cái quan điểm của em á, thì khi mà yêu á thì có cái sự cái chung thủy hay không, hay là quen hay bao nhiêu? Dạ không, em là tuyệt đối phải chung thủy. Dạ. Cũng nói cái chuyện cũ của anh á, thì cái bạn gái trước đó thì cũng là quen hai người á, thì sau anh cũng muốn tiến tới rồi. Mà chuyện cũ qua thì mình bỏ qua đi. Anh là làm ở đây luôn, anh có hay về Bình Dương? Anh có, một tháng anh về khoảng là 2 đến 3 lần. Dạ. Khi mà ngoài việc hành chính á, em có làm gì nữa không? Ở nhà á? Dạ không, em chỉ ở nhà thôi. Hoặc lâu lâu tỉnh thoảng thì đi gặp bạn bè. Thì cái sở thích của em á, có thích đi xem phim không? Hay là mình đi du lịch hay đi phượt á? Dạ, em thích xem phim du lịch. Dạ. Cái phượt á, hay là đi phượt, đi Đà Lạt á. Mình là có thể là đi trong một ngày, nó đi vào nhóm bạn á. Có thích đi như vậy không? Dạ thích. Thì cũng anh cũng giống như em, thì cũng sở thích như vậy. Mời em. Dạ. Anh có dự định là mình sẽ về Bình Dương mình làm việc không? Tại vì anh làm công việc này á, thì anh có làm campaign của anh làm YouTuber đó. Thì anh có kênh riêng á, nhưng mà anh mới làm được 3 tháng thôi. Vậy là dự định của anh là sẽ phát triển ở thành phố? Đúng rồi, nhưng mà nhà ở Bình Dương mà. Tại đây là công việc thôi. Ở nhà thì nhà có nhà ở Bình Dương. Dạ, là nhà nói chung với ba mẹ ha. Đúng rồi, ở nhà với ba mẹ. Quen nhau á, mình có tiến tới á. Thì ý định của mình có thể, em có thể làm dâu không? Dạ, em không có ngại chuyện làm dâu. Dạ. Em cũng lên một người nhà. Dạ, em lên với mấy đứa em. Dạ. Thì hôm nay anh, cái bạn của anh cũng bận việc thì chiều quá, thì không đi được. Khi mà em mới quen đó, thì em có thể là xác định khi nào mình có thể tiến tới lâu dài và tiến tới hôn nhân á. Thì giờ cái đó tùy vào cái mức độ tình cảm của mình thôi. Dạ. Ăn chưa? Trời ơi, gà ác bổ lắm luôn, khỏe lắm luôn á. Ăn chưa nè? Nãy giờ chị vẫn đang quan ngại cái vấn đề là hẹn hò đó. Dạ. Rồi mình đã sắp xếp được với nhau cái gì chưa? Mà đồng ý thì em có thể là thời gian rảnh đó, mà rảnh chủ nhật á, hoặc là những buổi tối em có thể rảnh em mới chạy qua được. Mình có chia sẻ về quan điểm về tình yêu hôn nhân gia đình chưa? Ví dụ như giờ lấy nhau thì muốn sinh mấy đứa con, kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý, mình trao đổi những điều đó với nhau chưa? Dạ em nghĩ là người phụ nữ quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Dạ. Em thì nghĩ như thế nào? Em thì là phụ nữ là còn kiếm tiền thì mẹ á thì sẽ giữ thôi, tại vì khi con trai á thì mình có thể là mình mua sắm rồi nó không có vượt nữa, mà không suy nghĩ đến cái khi mà cái trong cái số tiền trong thẻ mình có. Hôm nay đó giờ em có dành dụm được không, hay là có nhiêu xài hết nhiêu? Em có. Có là có xả láng hay có dành dụm? Có dành dụm. À, có dành dụm. Vậy thì cũng là một người giữ tiền kỹ, cũng là quản lý được tài chính của mình đúng không? Dạ. Vậy thì những người đó thường người ta không muốn chia cho vợ giữ đâu, người ta nói thôi anh giữ được để anh giữ. Thì còn cái đây thực sự thì khi mà về mình có là về một nhà, thực sự là cho người phụ nữ và người bạn đời của mình sẽ giữ cái tiền nong. Thật ra thì chị quan điểm nó cũng đơn giản thôi. Yeah. Bây giờ tài khoản hay két sắt thì hai chồng xài chung mà. Ai quản lý được mình chính thì mình cứ quản lý. Còn ai muốn làm gì phải bàn bạc. Quan trọng là tôn trọng, quan trọng là mình tôn trọng nhau. Bàn bạc với nhau, bây giờ anh muốn mua cái xe, cái cổ, muốn đầu tư cái này cái kia. Em muốn mở cái này cái nọ, mình bàn bạc với nhau hết. Chứ còn ai giữ nó cũng không thật sự là quá quan trọng, đúng không?
Rồi, ok, bây giờ là hôm nay em đi với ai? Dạ, bạn em á, buổi chiều nay á, bận việc có trời mưa đó, bạn không đi được, không một mình em thôi. Không mình em thôi, dạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với em họ. Rồi, mời em họ của bên gái, nhà gái vô nha. Alo, chào ba em, rồi bạn nào mới là em họ? Dạ, cả ba luôn. Cả ba luôn. Rồi, là mình là chị em sao? Dạ, em của cô dì chú bác thôi. Dạ. Thì chú bác là đây đây bốn người, không có ai anh em ruột hết, không ai anh ruột hết, không? Dạ đúng rồi. Thừa hết không? Nói đùa thôi chứ có thân với nhau không? Có anh chị em mà có gặp nhau thường xuyên không? Có. Dạ có. Em tên gì? Em tên Sương. Sương, Sương là hiểu gì tính nết của chị mình không? Cũng hiểu sơ sơ. Hiểu sơ sơ. Em tên Hưng, em là em họ của chị Hương ha. Thì chị Hương thì tính tình của chị thì chị cũng hiền, dễ thương, hòa đồng. Nhưng mà có cái gì tiêu chuẩn của chị hay cao quá trên hiện tại thì... Cao là sao? Ví dụ cái cao của chị sao mà nói chị nghe. Dạ, tại vì đa số hiện tại thì em cũng chưa thấy chị dắt mình cái gì nhẹ. Ồ. Dạ, cho nên em nghĩ là... Đoán là chị dạ, cao. Dạ đúng rồi. Chứ nhiều khi chị lại đi rồi. Không phải dạ. Cao đâu. Khi mà tới chương trình này em cũng muốn chị tìm được người bạn trai, anh trai lý tưởng cho mình. Có thể tiến tới hôn nhân. Tại vì nay chị cũng sắp 30 rồi. Giờ mình xã giao với anh trai bên này cái đi. Dạ, chào anh ạ. Chào mừng. Anh rụt rè vậy mình làm anh đó. Rồi thấy anh trai như thế nào, nhận xét dạ. Thoải mái cho chị mình tham vấn nha. Bên ngoài thì em thấy anh cũng cao ráo đẹp trai. Ổn. Dạ, ổn. Nhưng mà em thấy thì cái khoảng cách hiện tại nó cũng hơi xa. Nhưng mà nếu như bình thường một như nãy anh nói thì một tháng anh về tầm cỡ 2-3 lần, thì nếu như anh quen chị em thì anh có thể thường xuyên về hơn không? Dạ. Tại vì công việc chị em thấy một tuần chỉ gặp có bữa chủ nhật thôi. Cái đó thì thực sự thì em có thể sắp xếp được thời gian mà. Như là buổi chiều, buổi tối á thì chị của em rảnh á thì em có thể về đến chơi thôi. Thì không biết... Thật ra nhiều khi ở thành phố Hồ Chí Minh chứ nhiều khi cả tuần mới gặp nhau được lần. Chứ ai cũng bận công việc chứ còn trẻ dạ. Mà lo sự nghiệp nữa, lo tiền tài nữa. Tuần gặp nhau bữa chủ nhật là cũng ổn rồi. Còn ví dụ lâu lâu có cái sự cố gì đặc biệt nhớ nhung bất chợt thì mình phải đến chứ. Dạ. Đúng không em? Vu lan chất nữ năm gặp nhau một lần, còn bệnh tuần gặp nhau một lần được rồi. Rồi bất muốn nhanh nữa lẹ lẹ rồi cưới luôn thì để cho ở chung nhà thì đỡ phải không đi tới lui. Dạ. Ổn không em? Dạ ổn quá. Ổn ha. Ổn ha. Rồi bây giờ cho chị mình lời khuyên coi nè. Rồi bây giờ sao nè? Bấm nút hay không nè? Dạ em nghĩ là chị nên bấm nút để tìm hiểu anh kỹ hơn. Tại vì qua chương trình cũng chỉ biết sơ về anh thôi. Mình cần cái thời gian dài hơn để tìm hiểu. Anh thua là có rung động hay không? Có rung động thì nên cho nhau cơ hội. À, rồi cảm ơn ba đứa em rất nhiều. Ý kiến ba cố vấn luôn. Hy vọng hôm nay là sẽ có kết quả chính xác nha. Cảm ơn ba em rất nhiều. Rồi về mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của chị. Ý kiến không cũng chưa đủ. Bây giờ cần có một cái sự va chạm hoặc là một sự thấu hiểu hơn nữa để chúng ta đưa ra quyết định mình chính xác hơn. Mời hai bạn bóc một lá thăm của chương trình. Đọc lớn lên nhìn chị đi. Hãy tưởng tượng hai bạn đã là vợ chồng đang ở trong phòng riêng. Chồng hãy thoa kem dưỡng da tay, hầu yến vợ mình, hỏi thăm vợ hôm nay sao thấy vợ buồn vậy, về công việc hay gì khác. Làm được không? Dạ, cái qua đây. Vợ nha, cái này là vợ mình đó. Trời ơi, tiết kiệm quá vậy cha. Rồi. Hôm nay công việc của em á, đi làm có mệt không? Mệt. Ờ, thì em có áp lực gì không? Ừ, cũng áp lực. Ờ. Thì anh cũng là muốn chia sẻ với em á, thì công việc của mình á, thì có những khó khăn nào á, thì mình có thể chia sẻ với nhau được. Thì anh cũng muốn là cái chia sẻ cái bớt áp lực của em á, anh có thể chia sẻ được đó. Thì massage kiểu gì vậy trời? Vợ đó, không phải người dưng đâu. 30 giây nữa, tiếp tục trò chuyện. Em ở công ty á, em có khó khăn gì không? Ở công ty thì nhiều người ăn hiếp em, tại em thường. Thì cái này thì mình đứng mặt hiện duyên. Trời ơi, nghe vợ bị ăn hiếp mà sao nó nhiễm dưng vậy? Cái này thì do là công việc của em hay sao? Thì là công việc của mình nhiều người ăn hiếp em á. Trong công việc thì mình cũng hiền quá nên là cả hai luôn. Nếu mà trong công việc mà mình có không phải là quá hiền thì người ta cũng không biết ăn hiếp mình đâu. Vợ hiền quá được ta ăn hiếp, giờ sao đây kia, vợ sao đây? Thì mình phải cố gắng lên. Thì công việc á, thì mình cũng phải phấn đấu lên. Trong công việc á, phải trong công việc ở nhà, trong công ty ở nhà nữa thì em cũng phải cố gắng lên. Dạ. Để cho người ta hiếp vợ
chồng vợ gì đâu mà vợ. Trời ơi, con vợ ở nhà đi làm về mà bữa nào cũng ủ buồn mà. Cứ nghe có công ty có người ăn hiếp là chồng rồi hỏi ai? Nếu em, đưa lên em coi. Em nói chuyện với người ta. Chồng gì hiền quá vậy. Cái đó mình liên quan mình thực sự mà chị. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Thì chị hay muốn rồi mà. Cái tay ta mặt tôi đỏ trơn hết trơn kìa. Nãy giờ massage có cảm nhận được gì không em? Tay bạn gái hay sao? Rất là mệt, rất là mát, rất là mệt, rất là mát. Dạ. Có luồng điện nào truyền qua chạy qua chưa? Dạ là chắc là có rồi. Dạ. Sao em với cái bài ví dụ lúc nãy em cảm nhận như thế nào? Em cảm nhận là anh này cũng hiền. Anh hiền quá, cái cách xử lý hiền quá ha. Dạ. Nhưng mà em có thích người chồng mình hiền như vậy không? Em nghĩ là nên là không phải là quá hiền, đó là mình phải có, mình là đàn ông là trụ cột phải bảo vệ vợ, bây giờ đó hiền rồi mình còn hiền luôn các cả nhà biết em lúc đó mà giờ em mốt em với chồng mà về mà em chia sẻ với chồng em vậy thì em muốn chồng em nói gì hoặc là em muốn chồng em làm gì? Thì nhiều khi mình bị ăn hiếp thì chỉ cần chồng hỏi là ai rồi nói là sau này em nên để ý những người đó hơn. Đó là giảm cho mình cái gì chưa rút kinh nghiệm. Nói chung là người ta làm gì biết không? Đó, cho tới lúc nào không nhỏ nhẹ cũng quen rồi, cái nghề nghiệp nó tạo nên tính cách con người. Nhưng thật ra bây giờ đó cũng là tốt đó em. Ra ngoài đường bây giờ mình xã hội phức tạp, đôi lúc một sự nhịn chính sự lầm nó cũng tốt, rồi từ từ thủng thẳng lên mình giải quyết ha. Đó là những cái trải nghiệm đó. Cho các bạn có câu hỏi gì đến chi nữa không? Mình hiểu nhau được nhiều hơn trong cái tính cách cũng như cách xử lý mọi chuyện. Đây câu hỏi dành cho em, đọc lớn lên đi nè. Khi bạn lấy chồng là quý tử, chuyện sống chung với mẹ chồng là một vấn đề khó khăn và bắt buộc, bạn xử lý như thế nào? Theo em á là ở chung với mẹ chồng cũng có nhiều cái vui chị, chứ ở riêng hai đứa thì nhiều khi cũng không vui lắm. Vợ chồng trẻ gây gỗ gì không có ai giảng hòa. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nhiều khi chồng gặp vũ phu nữa, không có người lớn rồi bảo vệ mình cũng tin. Dạ. Chưa kể nếu giờ vợ chồng ôm nhau hạnh phúc đi chăng nữa thì cho hồi sinh con ra rồi nhiều khi bận cái chuyện gì không có gửi con được cho ông. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn này suy nghĩ thoáng chịu nè. Nhưng mà hiện tại là em chỉ có mẹ thôi đúng không? Vâng. Ba là mất hả? Dạ vâng. Nhưng mà mẹ là cũng ở quê. Rồi mẹ là sống với chị. Không, là nhà em có nhà riêng. Ở bên Bình Dương á. Ừ. Nhà riêng có nhà riêng mà. Nhưng mà rồi mẹ sống với ai? Là ở một mình. Mẹ sống một mình. Nhà ở đông anh chị em không? Giờ thì có ba người nhưng mà hai người ngoài Bắc rồi. À, làm có việc. Mình em à? Dạ đúng rồi. Tại vì ở ngoài Bắc thì một là làm bên giáo viên á, một với một bên là y sĩ. Dạ. Bây giờ em định là ví dụ như sau này mà mẹ lớn tuổi thì em về quê sống gần mẹ, chăm sóc mẹ, hay là rước mẹ lên Sài Gòn, hay là như thế nào? Em có cái định hướng gì xa xa trong tương lai chưa? Dạ thực sự thì em cũng làm ở bên đâu á thì mình có thể là mua, để tích có tiền mình sẽ mua nhà ở trong sẽ trên Sài Gòn. À, và em vẫn muốn là sống lập nghiệp ở thành phố luôn. Dạ đúng rồi. Và đón mẹ lên. Dạ vâng. Ví dụ như mình làm dâu lên Sài Gòn sinh sống được không em? Dạ em vẫn thích ở Bình Dương hơn. Ừ. Lý do? Tại vì em thấy em chưa ở Sài Gòn nhưng mà em thấy em không có quen với cái sống nhộn nhịp. Thật ra là cái nhìn hiện tại, còn thật ra tùy duyên, mọi sự đều là tùy duyên. Giống như cái câu hồi nãy em chia sẻ với Hoa vậy đó. Biết đâu vào tình yêu rồi nó khó, nó nhiều thứ lắm. Mình cùng giải quyết rồi vì hy sinh, rồi vì lựa chọn cái nơi nào mình cảm thấy thích hợp nhất. Nơi nào mà có cái người mình yêu thương thì mình sẽ chọn. Nếu như mình vừa tốt, phát triển được nghề nghiệp của em thì mình về vừa có nhà cửa, có mẹ, có vợ bên nhà, hai bên cũng ok. Còn biết đâu ở Sài Gòn nó tạo điều kiện cho bạn này phát triển kinh tế hơn. Yeah. Thì mình cũng vẫn có thể sống được, mình trẻ mà. Yeah. Bây giờ hết thời gian dành cho hai bạn. Bây giờ tôi cho mỗi bạn 30 giây nữa trước khi đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn nhìn thẳng vào nhau qua khung cửa trái tim này. Hãy nói cho nhau nghe một cảm xúc thật nhất của mình hiện tại. Mình đang nghĩ điều gì, mình cảm nhận như thế nào về cuộc hẹn hò ngày hôm nay, hoặc là mình nhận xét về đối phương như thế nào. Mời em trai nói trước. Đến với chương trình này thì anh cũng là mong muốn đó, em cho anh cơ hội để có thể là tiếp tục là tìm hiểu và làm quen em á, thì cũng muốn là tiến tới lâu dài. Đến được đây á, gần giờ gặp được anh thì cũng là một cái duyên, nên là em nghĩ là mình cũng nên cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu với nhau. Thật ra các bạn nói đúng á, là một cái duyên, tại vì bao nhiêu hồ sơ gửi về chương trình mà chương trình phải lựa chọn để tìm ra hai bạn. Có thể là cũng kết nối là chắc là hai bạn cùng trùng khớp với nhau là ở Bình Dương đó, cho nên chương trình mới ghép cho hai bạn để tạo cái sự điều kiện. Chứ bây giờ nhiều hồ sơ, nhiều con người lắm, gặp nhau đây là cái duyên đúng. Nhưng mình hãy suy nghĩ thật kỹ, trái tim mình rung động và đối tượng này có thể là một nửa mình đang tìm kiếm. Hãy nắm bắt cơ hội và cho nhau cơ hội. Rồi, mời hai bạn hãy đưa ra quyết định của mình cho cái cơ hội ngày hôm nay.
Sau 3 tiếng đếm, chị Tường đồng ý nhân âm hẹn hò, bấm nút. Không đồng ý, thu Huyền lấy tay ra. Nhắc lại nha. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bấm chậm vậy? Sao không ăn? Trời ơi, xin em cho anh cơ hội mà bấm nút chậm hơn người ta. Thiệt tình luôn, lần sau cơ hội vậy là không cho. À, qua đứng bên đây đi cưng. Hai đứa bấm nút rồi, đứng về một phía. Đây là cái giây phút rất là quan trọng. Nếu như biết đâu sau này mà hai em đến được với nhau thì đây là những cái kỷ niệm rất là đẹp, rất là ngọt ngào của hai người nha. Ừ, hỏi đi cho. Rồi, em chào chị ha. Đây là buổi casting của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Là tụi em ở trong đây là chỉ có ekip của chương trình thôi. Thì tụi em cũng đang làm việc nên tụi em cũng không có tiện mà mở camera nên chị thông cảm. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về bản thân của mình ha. Rồi Chân tiếp tục hỏi giùm chị những thông tin tiếp nha em. À, chị là họ tên đầy đủ của chị là Cao Hoàng Cẩm Thúy. Chị sinh ngày 3 tháng 2 1977. À, hiện tại chị là quản lý nhân viên văn phòng làm cho bên khả mảng kho. Thì chị là hiện tại là chị ở Dị An. Và chị làm việc ở đó, ở Dị An luôn, khu công nghiệp Dị An á, Sóng Thần á. À đúng rồi em. À, chị thì nói chung là chị thích thể dục thể thao, khiêu vũ với hoạt động bên mà đoàn thể đâu đó, là chị tính tình thì nói chung là vui vẻ sôi nổi, là hoạt động cho những cái hoạt động tập thể đó. Nói chung thì điểm yếu thì chị nội trợ thì nói chung là cũng được thôi, không ngon à, là tạm được thôi. Rồi nói chung là chị thì nhược điểm chắc là cũng dễ tin người, chung là hay thương người á. Chung thì gạt thì không gạt, không chưa gặp trường hợp đó, nhưng mà đại khái ví dụ như mình làm ăn mình tin tưởng gì đó, ví dụ á, mà mình làm ăn mình tin tưởng xong rồi, ví dụ như khi gặp khó khăn thì bắt đầu nó có những cái mà nó không được suôn sẻ thì mình hay chịu thiệt về cái bản thân mình hơn á, kiểu vậy. Đúng rồi, chị cũng nói chung là chị chơi tham gia bộ môn này thì cũng hơn cũng chắc gần 10 năm rồi đó. Chị hay như là chị hoạt động, chị thích cái tập những môn thể dục thể thao, ví dụ giờ hiện tại thì khiêu vũ thì chị cũng chơi bình thường thôi, nhưng mà hiện tại thì chị đang tập để chơi cái môn Shepherdan á, thì chị đang chơi cái môn đó nữa. Nói chung là nếu mà tính thật mối tình thì ba thì đầu tiên thì lúc mà còn trẻ thì có quen một người, nhưng mà tầm một năm là chia tay, là do người đó ở xa khác tỉnh á, cho nên là nó không có được thuận lợi, cho nên là chia tay. Sau đó thì chị mới quen một người rồi là lấy làm chồng á, thì rồi là chồng chị thì nói chung là cũng trước trước là chồng chị là bạn của chị gái,
sau đó là đi học chung, cho nên khi học chung rồi về làm chung, nên là dẫn đến là có tình cảm rồi đến với nhau, xong sau đó lấy nhau thì được hai đứa con, một trai một gái. Một trai một gái thì sau đó là đến năm 2000 cưới nhau là 2019, 1999 nhá. Sau đó là có hai đứa con thì 2008 thì anh đó anh bị tai nạn mất. À, thì chị ở vậy là nuôi hai đứa con cho tới bây giờ. Là hiện tại là con trai của chị là hiện tại đi du học và làm việc tháng tư này bắt đầu làm việc ở bên Nhật luôn. Còn con gái của chị là đại học năm nhất rồi. Thì đó là mối tình của chồng chị. Nói chung là vợ chồng thì sống rất là vui vẻ hạnh phúc cho đến ngày mà anh đã bị tai nạn mất. Thì chị cũng ở dãy nuôi con cho tới mãi đến đến 2019. 2019 thì chị đi thay đổi công việc và chị vô công ty chị làm, thì chị gặp một cái bạn kia. Cái bạn đó thì nhỏ tuổi hơn chị, nhưng mà nói chung là theo giai đoạn đầu thì theo đuổi chị dữ lắm, xong rồi sau đó thì chị cũng nghĩ nó bao nhiêu năm mình không có ai thôi thì mình cũng mở lòng đó mà quen đó mà có cái một người đàn ông đó mà mình làm chỗ dựa. Nhưng mà sau đó thì khi quen nhau thì chị biết là hai người không hợp, nhưng mà nói chung là cũng quen nên cũng cố chấp kiểu dạng vậy, nghĩ là mình sẽ thay đổi được. Nhưng mà thực chất ra là cuối cùng sau 2 năm á thì thấy không có những sự cố gắng đều thấy không phù hợp hết. Thì là người đó là kiểu như là công việc thì tốt, cuộc sống thì ổn định ok, nhưng mà có cái là nhậu nhẹt rồi ghen tuông, rồi có những cái mà ví dụ như không kiểm soát được bản thân. Nhưng lúc là khi mà ví dụ như nhậu xỉn vô rồi bắt đầu nói những lời lẽ bị cũng như không tôn trọng chị này khác vậy đó. Rồi sau là coi như 2 năm sau là chị quyết định là thôi chị không có không quen nữa. Thì hiện tại ấy, là con chị là một đứa là bên Nhật, bây giờ coi như tháng 4 này có việc làm là ổn định. Rồi con bé chị là học đại học xong là 3 năm sau là thằng anh nó sẽ đưa đi. Nên chị nghĩ là tại vì con chị nó sẽ đưa chị đi. À, chị mới nói con chị nó cũng nói vui thôi, nhưng mà con chị thì nó cũng nói vui thôi, nói thì giờ cho mẹ 2 năm đó, mẹ tìm mất nếu mà có người phù hợp mà mẹ có chỗ dựa thiệt sự mà thương yêu mà có người mà chăm sóc thì thôi. À, nhưng mà nếu mà không có thì khi mà con cái nó ổn định hết rồi thì chị phải theo con đi qua Nhật. Cho nên bữa chị cũng nghỉ xong rồi tình cờ lên thấy chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhiều lúc á, ở đây chị cũng không thiếu bạn, em hiểu không? Nhưng mà đôi khi mình tìm một cái người đó mà phù hợp với mình ấy, hoặc là theo cái nguyện vọng của mình thì rất là khó. Thì chị nghĩ là chương trình có thể là tụ hợp lại những người họ cũng như chị vậy đó, em hiểu không? Có thể là những con cũng có một người, chị mong muốn nhất á, là sẽ tìm có một người họ cũng cùng hoàn cảnh với chị. Ví dụ như người đó bị mất vợ chẳng hạn, vì một cái đau khổ mất vợ, cũng như chị cũng đã từng đau khổ vì mất người chồng vậy đó. Nên là chị muốn là ví dụ gặp một người như vậy để mà chị sẽ bù đắp cho người đó, hoặc người đó sẽ bù đắp cái cuộc đời của chị cũng giống như vậy á. À, cho nên là chị mong muốn tìm một người. Còn mà ly hôn ấy thì chị cũng không phải là nặng về cái chuyện ly hôn, nhưng mà ly hôn vì vấn đề gì hay này khác thì cái đó là cái bước tiếp theo. Ví dụ như chị ưu tiên cho những cái người mà cùng hoàn cảnh với chị trước đó, rồi có cuộc sống là ổn định, sẽ không làm gánh nặng cho nhau. Ví dụ như mình đem tới niềm vui cho nhau. Ví dụ giờ chị cũng từng từ tuổi này rồi, chị cũng 47 tuổi rồi, chị không muốn là làm một gánh nặng cho bất kỳ ai, và ngược lại người ta cũng đừng có làm gánh nặng cho chị. Có nghĩa là kinh tế mọi người đều độc lập hết, đến với nhau là sẽ san sẻ niềm vui cuộc sống và đồng hành cùng nhau những cái vấn chuyện lớn chuyện nhỏ này khác, chứ không là đặt nặng là cái vấn đề mà là cũng giống như một người, chị nghĩ là một giống như một người bạn để đồng hành
để mà đi chung một con đường còn lại á. Dạ, ví dụ như là một cái anh nào đó, ví dụ như ảnh cũng ly dị như chị rồi, nhưng mà ảnh cũng con ảnh còn nhỏ nhỏ hơn con của chị, thì ảnh đang nuôi con của chị thấy ok không? Nếu mà nhỏ hơn con của chị thì chị nghĩ cũng nhỏ hơn, thì cũng nhỏ hơn bao nhiêu, tại chị nghĩ là phạm vi của chị ấy, thì chị cũng có thể chấp nhận cái người nhỏ tuổi hơn chị, nhưng mà nhỏ tuổi đến mức độ ví dụ 5 7 tuổi thì ok, còn nhỏ hơn là chị không chịu, chị không không ưng đó. Thì còn ví dụ lớn hơn thì tầm 10 tuổi trở lại, thì trong phạm vi chị cũng có ghi trong hồ sơ ấy. Đó, thì nhỏ tuổi thì toàn tầm như con của người ta có tầm 10 mấy tuổi, ok chị vẫn có thể là sẵn sàng làm mẹ, tại vì chị cũng đã có 2 đứa con và chị cũng đã nuôi 2 đứa con cũng thành công hết rồi, cho nên đối với chị giờ thêm 1 đứa con nữa hoặc 2 đứa con nữa đối với chị cũng không là vấn đề gì hết, miễn sao hai bên đều có cũng cùng một cái quan điểm, một cái lý tưởng để mà đồng hành cùng nhau, ok chị có thể sẵn sàng làm mẹ và giúp đỡ và nuôi con, cái chuyện đó bình thường. Thì chị muốn nói mong muốn chị dạy đỡ cho chương trình tìm cho người phù hợp với chị, nhưng mà là ví dụ như ít nhất phải có công ăn việc làm ổn định, không là gánh nặng cho nhau, ví dụ Rồi, như chị ok luôn chị. vậy Mấy cái đó. đó là em đã ghi nhận rồi. Rồi, tiếp theo là mình có những cái sở trường nào không chị biết hát múa này kia, khiêu vũ, thì ví dụ lên sân khấu thì chị ok Hát ok, hát không? Ờ, là được đúng không? vi Rồi, không mời không chị hát hay cho em một bài. Thôi một đoạn thôi, không bài đó. là một đoạn phòng Ừ, đoạn, ví dụ hát như không hay là nhưng mà hay hát là được. coi như chung là lên sân khấu thì chị thường lên sân khấu lắm rồi, nói thẳng là chị Ừ. đi chơi rồi đi biểu diễn, nói chung là chị cũng đã là một người hoạt động bên về mặt đoàn thể này khác mà em, nên là chị cái đó là chị giáo điều hát không hay lắm. Ví dụ chị hát cho em bài 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 gì chị hát không? Bài Vùng Trời Bình Yên em. Ok, Chị mời chị. ơi mấy lần mấy sao mấy bài vô anh ta. Mấy lang thang buồn trôi, nàng mang ưu tư khát khao trong tim tháng ngày. Xua mây đen tàn nhẫn, mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Quanh lời à? Nói chung là chị ca cũng được à? Không có không hay nhưng mà nói chung là cũng tự tin lên sân khấu. Dạ, ok chị. Rồi. Ai. Rồi. Về hình mẫu là chị, hồi nãy giờ chị cũng nói rồi đúng không chú Trân? À, đúng rồi. Ừ. Vậy thì em còn cái gì để hỏi chị không nữa không nè? Rồi, ok, vậy ha. Rồi, cảm ơn chị đã tham gia buổi casting ngày hôm nay. Thì giờ tụi em cũng sẽ cố gắng tìm người thích hợp nếu mà chị được lọt vào vòng trong ha chị ha. Rồi sẽ biên tập sẽ gọi lại nói chuyện kỹ hơn với chị và làm nội dung với chị nếu như mà tìm người phù hợp. Thì mong là chương trình sẽ tìm được người. Rồi, cảm ơn chị đã tham gia buổi casting ha. Em cảm ơn chị. À, rồi rồi chị cảm ơn chương trình, cảm ơn em. Ha, chứ không có người ngoài trong đây, thì chị chia sẻ giúp em về bản thân của mình, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì. Dạ em mời chị ạ. Điểm mạnh của chị thì là thật mình thà. mình mình giới thiệu về bản thân của mình trước giúp em À, ha. chị là Lê Thị Châu Long, sinh năm 19 ngày 28 tháng 2 1972, nghề nghiệp là dược sĩ trung học, hiện nay đang bán nhà thuốc, Dạ mình bán ở đâu chị? bán ở quận 9 luôn em, khu dân cư Gia Hòa. Nhà thuốc chị tên gì chị? À, Châu Long, nhà thuốc Châu Long 68 luôn. Dạ rồi, cho 68 luôn. Dạ là mình đang đang bán ở quận 9 luôn, là nhà mình hay là mình mướn chị? Mướn em ạ. Dạ rồi, mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình giúp em hai chị ha. À, điểm mạnh của chị là hiền, tức là ý là hay làm từ thiện rồi thật thà, Dạ. dễ mến người,
dễ mến người và mọi người cũng mến chị. Tức là có như là lương tâm là thiện, thiện từ thiện đấy. Còn cái điểm yếu của chị thì là cũng nhút nhát. Thì cái làm ăn thì chị hay tin người. Rồi có bị lừa nào chưa nè? Không, lừa thì chưa. Chị này không có gì để lừa. Không có gì để lừa. Chứ tại cái vì... việc mà chị hay tin người thì dẫn đến hậu quả như thế này. Mất niềm tin. Mất niềm tin, đúng rồi, mất niềm tin. Giờ những cái gì mà của bản thân mình thì khó mà chia sẻ lắm. Tại vì khi mà chia sẻ thì họ không có chia sẻ, họ không có ý là không có nói lại cho sự thật mà nói lại giống như là thêm vẻ. Như thế cho nên là mất lòng tin. Cho nên cái bản thân mình từ khi mà đang có gia đình hoặc là sống trong cái môi trường gia đình chồng hoặc là giờ ra bạn có một người bạn tri kỷ, nhưng mà khi mà mình nói ra cái chuyện của mình á thì họ không giữ cho mình mà họ nên đi nói chuyện với một người khác. Mà khi một người khác họ họ nghe thì họ không 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 truyền lại giống như mình, mà họ nghe thì họ này họ thêm một chữ nữa là mình thấy mình sai rồi. Hôm nay thì cũng mất lòng tin nhiều lắm, niềm tin rồi. Về sở trường của chị thì chị có ca hát múa kịch gì được không chị ơi? Chị thì hát thì không hay nhưng mà thích hát lắm, thích hát rồi thích gài con. Rồi em mời chị hả hát một khúc ha chị, một hai câu cho em nghe được không? Giờ đang rung hát cái bài gì ta? Em ở đây em còn chưa bật màn hình nữa mà chị rung rồi. Rồi sau rồi lên sân khấu rồi sau rồi nói chuyện nè. Để chị được không? Một cõi đi về. Dạ ok, mà em mời chị ạ. Từ đầu cái gì đây? Cái gì chị nhớ lại. Không, mà ở hai đầu nổi nhớ hát được câu nào cũng được đó nha em nha. Dạ, bài làm được. Ở hai đầu nổi nhớ quên. Cái nào mà chị thuộc thì chị cứ hát chứ không cần là bài nữa. Một khúc dân ca sâu nặng quê nhà, đêm dân ca chị đó được không em? Dạ rồi mình nếu mình được lọt vào vòng trong thì mình về mình cố gắng mình tập để mình lên trên sân khấu mình hát. Dạ rồi về tình trường của chị như thế nào, chị quen mấy mối tình hay là chị đã lập gia đình ly dị bao lâu rồi, rồi chị chia sẻ giúp em. Chị thì có chồng 20 năm rồi mà có hai đứa con, một đứa gái thì 28 tuổi còn đứa trai thì nhưng mà ly hôn 7 năm rồi em. Đứa con chị là ở chung với chị ha, ở chung với ta? Ở chung với chị, một đứa thì giờ nó lấy chồng rồi thì ở trên Tân Phú, còn một bé thì còn ở với chị, bé trai thì ở với chị. Rồi lý do thì sao mà anh chị lại đổ vỡ vậy? Tại vì mình cũng 20 năm rồi. Đúng rồi, 20 năm rồi, 20 năm nhưng mà cái sự chịu đựng em. Thứ nhất là gia trưởng, tiền phát gạo đông. Thứ hai nữa là chị là mọi việc trong nhà thì ông cầm tay chính hết, mà chị thì vẫn làm, vẫn bán nhà thuốc mấy chục năm rồi. Nhưng mà không chia sẻ, rồi anh ấy bài bạc, vũ phu, rồi gái gú, nói chung là cái gì cũng có. Khi mà ba mẹ con chị dọn ra khỏi nhà thì không ý là không chia cái gì hết, tại vì trốn được ba mẹ con đi thôi chứ ông cứ đòi giết. Cho nên là cái đó là chị phải nói là nhưng mà đỉnh điểm như thế nào mà chị với hai đứa con chị phải trốn đi vậy? À, cái đỉnh điểm thì ông đập bồ khi mà chị sanh có bầu mới được 3-4 tháng thì mà sao chị phải. Vậy thì lúc đó là con mấy tuổi mà chị như vậy? À, thì cô học lớp 4. Cô học lớp 4. Là lúc mà là có bầu là chị đã phát hiện rồi. Cũng là không, trước đó là mấy người rồi, nhưng mà chị đi bán thì thuê nhà chỗ khác.
thuê mặt bằng, còn ông ở nhà thì mấy đứa cháu chồng phát hiện, rồi ông đi đêm một hôm thì chỉ vì cho như vì con thì cái mà để cho nó lớn tí rồi mình mới mới chịu đựng không nổi, mà con cái nó ông không không chia sẻ gì cho nên là con cái nó cũng không có hướng về ba. Đúng Rồi rồi. lúc mà chị quyết định là ba mẹ con dọn ra đi thì hai em nhỏ như thế nào? Hai em nhỏ thì chỉ có may mắn là có một 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 người bạn gái làm luật sư, họ kêu mang chỉ ba mẹ con chỉ một năm cho tiền học tiền hành, rồi kêu mang ở trong cái căn chung cư để cho chị vay mượn tiền để mua mua một cái chung cư để ba mẹ con sinh sống. Bây giờ đây hiện tại á, là chung cư thì chị ở bên Sky 9, bên kia thì trên lầu, còn chị cho thuê đó, còn về đây thì chị thuê cái mặt bằng ở ngay cái khu dân cư Gia Hòa thì chị mở như thuốc. Rồi hai mẹ con ở đây Hai mẹ con ở đây luôn. luôn. Rồi. Nhưng mà sao chị không quyết định là chị ly dị mà là chị phải trốn như vậy? Ờ, thì khi ly dị thì khi ly dị tại vì ông đòi giết đấy em, thì khi là trốn đã ba mẹ con đi cái đã, rồi xong đấy là cái đó mới coi như là ly hôn, trong khi mà nạp giấy ly hôn nó phải ở trong nhà rồi ly hôn, rồi ông có cái thái độ mà sợ đổ xăng rồi đó, làng xóm phát hiện đồ này nọ thì con gái nó phát hiện nó xô ông ra, xong rồi thì mình cũng không có làm lớn chuyện, không có mời mời công an rồi gì hết, mà có cho tổ trưởng chứng kiến thôi. Đó, ba mẹ con là tính là dọn về quê, ngoài quê Hà Tĩnh để làm ăn, nhưng mà sau cái vụ vô visa thì chuẩn bị về một tuần, ý là một tuần nữa thì bắt đầu ba mẹ con quấn gói ấy, cứ sợ ông ấy trong này cô độc cho nên cũng sợ, cái bà một tuần bắt đầu chuẩn bị về là sau đó một tuần là vô visa nó bị khủng hoảng ấy, là bắt đầu chị ngưng lại luôn ở bây giờ luôn. Ok chị. Nói chung là chị đã đưa đơn lúc mà còn ở nhà thì chị đã đưa đơn ly hôn rồi nhưng mà ông không chịu. Vậy thì ngoài sau trong 7 năm mà chị ly dị thì chị có quen thêm ai Thì có vài có một người nhưng mà cũng quen nói chuyện với trò vậy thôi, không? ở xa để nói chuyện với trò vậy thôi, chứ con đang nhỏ thì kinh tế nó khó khăn nên bán nhà thuốc đâu đi được đâu em, bán nhà Tìm thuốc hiểu rồi vừa đi trong vòng bao lâu chị? Rồi. à, trong trong vòng thì được cứ nói chuyện qua đời dài khoảng một năm, hơn chừng khoảng một năm. Rồi sao chị anh này không không Thế thì không giống như là mình phát hiện là giống như là nó đi lặp lại kiểu mà không phủ phu hôm này là, nhưng mà cái tính bủn xỉn tính gia trưởng thì mình nên thôi, nó cũng không có giống nhiều chứ cũng khoảng 40 năm 50% mà còn xa cách như thế mà còn mà giống giống 40 50% thì khi về ở với nhau thì sao, cho nên là chỉ mình lớn tuổi rồi mình cũng phải nó nhìn trước ngó sau một tí, đừng có lặp lại nữa. Nên chị chia tay. Đúng rồi, chị tự cắt đứt mọi liên lạc chị cho nó khỏe, khỏe thì nó khỏe, nhiều khi thì trong cái sự cô đơn thì mình con cái giờ nó lớn rồi thì tình cảm mẹ con thì nó khác, mà tình cảm mình thì không phải là con người mà chơi bời thế này thế nọ lắm, nhưng mà một lúc nào đó thì cũng thấy yếu mềm, một lúc nào đó cũng thấy cô đơn ấy, thì chị muốn tìm một người bạn để mà cùng chia sẻ, nhưng mà nó cũng sợ, đang sợ. Rồi đến với chương trình thì chị muốn mẫu người như thế nào thì phù hợp với chị? Bầu thì thứ nhất đó là giờ cái tuổi về hưu cũng được, nhưng mà họ họ đừng có cái tính bủn xỉn này, gia trưởng này Tại phải vì tôn á em bây giờ em hỏi người ta có bủn xỉn không hay là trọng. Thì có nó keo nói kiệt không thì đâu có ai nói mình được, rồi. mình về mình cũng phải tìm hiểu người kia. Nhưng mà ví dụ như mà lên sân khấu thì chị có một cái bài test nào về anh ơi để biết họ bủn xỉn hay gì không? Chắc là giờ em nói là em
chắc là người mà người không có điều kiện thì họ đâu có khả năng, ví dụ này thôi thì em không có nhà ở thì anh có tạo được như thế té thử thử xem, hoặc là em còn con mà không có đủ khả năng thử xem. Đó, okay. Thì lên trên sân khấu thì chị nói giúp em test giúp em cái phần này ha. Rồi tuổi về hưu, về ngoại hình của anh này thì như thế nào chị? Đừng có bùng bự, cứ bùng bự chị sợ bùng bự lắm, không hút thuốc lá là nhậu nhẹt thì cũng biết xà dao thôi, chứ mà khi mà nhậu nhẹt nhiều rồi sinh ra đó, bệnh tật sinh ra nhiều thứ lắm, nó liên lụy nhiều thứ lắm. Rồi ví dụ như là anh cũng có nhà cửa ổn định rồi, cũng con cũng lớn rồi, ví dụ như mong muốn là chị về ở thì chị có về được không? Được em, nếu mà mình tìm hiểu mà thấy nó phù hợp tí, thấy nó dễ thở thì về, mà không thì cứ tìm hiểu xem, chứ chị cũng nhiều khi mình cũng cắt nghe quá thì nó cũng chẳng ai hoàn hảo cả. Đúng rồi, tới giờ này thì đâu có cuộc đời không ai hoàn hảo đâu, nên mình lại luyện cơm gấp mắm ha. Thì đó, đúng rồi. Rồi độ tuổi thì tuổi trẻ hơn chị thì được không, hay là chỉ tuổi về hưu thôi? Thì cũng được, nói chung là để xem là sao đừng có trẻ con là bao nhiêu tuổi tới ba, từ bao nhiêu tới bao nhiêu thì phù hợp với chị? 50-60 đi. 50-60 nha. Thua mấy tuổi cũng được, chứ đừng có. Rồi em nói ở đây từ 48-60 tuổi ha. Rồi quê quán, rồi quê thì những cái gì mà chị mong muốn về mẫu người của chị tương lai nè. Chị quê quán thì chị cũng vẫn là thích, tại vì chị là người Hà Tĩnh, nhưng mà chị vẫn thích cái người miền Nam hơn, miền Nam hoặc miền Tây, tại vì hình như là không phải miền nào nó cũng có người này. Miền Tây thì người ta cái tính gia trưởng người ta ít hơn thôi, chứ không phải người nào cũng miền nào cũng có dạ, người này người kia. Dạ. Nhưng mà cái miền của chị với này, cái miền Bắc á, là người ta gia trưởng khiếp lắm. Dạ, rồi ok chị. Vì đó là chị chia sẻ thật chứ chị không có chê miền nào hết, cái gốc dạ, của mình là đúng rồi. Dạ em hiểu mà. Rồi thì chị còn cái gì để chia sẻ với tụi em nữa hay không? Chị chỉ mong với đừng kiểu ý là cái tình cảm thì nghiêm túc, chứ đừng có kiểu mà nó đùa giỡn á, cái kiểu vậy. Khi em đứng chính lại ha, chị cũng hẹn nào thì ở đây tụi em cũng là chỗ mai mối nghiêm túc trong cũng 8-9 năm nay rồi. Biết thì thì ai mà muốn đến với chương trình thì cũng là nghiêm túc hết, phải chỉ phải là làm giấy tờ đủ thứ các kiểu, chứ không có giấy tờ hoặc là không hợp lệ, hoặc là ví dụ nó ly hôn mà không có giấy tờ của tòa án thì tụi em cũng đâu cho lên truyền hình, đâu có ghép được cho chị đâu, nên chị yên tâm cái phần này ha. Rồi thì nếu mà không có cái gì nữa thì bộ casting của tụi em đến chị có chị hỏi cái này, ví dụ người ta nó có nhà có cửa mình muốn xác minh thì làm sao ta? Chứ sợ xác minh là sao chị? Ví dụ như là hộ khẩu của người ta ở đó, đúng rồi, cũng phải có giấy tờ hết chứ chị, khi mà tham gia chương trình chứ. Còn ví dụ chị muốn xác minh thì chị lên trên chỉnh là chị hỏi ảnh thì ảnh sẽ xác minh cho chị bằng cách đây lấy giấy tờ ra cho chị coi. Rồi ok chị ha. Rồi buổi casting của tụi em đến đây chính thức, có gì nếu mà chị được